Hi everyone, here's Lina, and today I will show you how to make fried rice. So today, bong paon mat phe, kiom Lina, ngay ni kiom nang bong han bong paon dang ok nia pi robiep thoe bai cha. Here I got 5 cups of cooked rice. Ni kiom mien bai chan na, 5 cups, and 1 cup of green pea. Hai nang a sadai nha, sadai green pea ni 1 cup. 3 eggs, pongmon bay, 2 hot dogs, hot dog pea, and 5 cloves of garlic, 2 tấm 5 cặp, 1 tablespoon of sugar, score 1 slap rear bay, 1 tablespoon of soy sauce, tức sẽ yếu 1 slap rear bay, 1 tablespoon of oyster sauce, tức brain chong 1 slap rear bay. Here I already chopped the garlic and cut the hot dog into small cubes. Này khi ông chỉnh trang tâm hai nâng cắt hot dog nâng chia đông tụi máu. Now everything is ready and let's start it. Lâu ní dân riêng chom hai hay dân chạp đam cha ba này. Heat up the frying pan, we turn on medium high heat and heat up the frying pan. Dừng bạc phương rồi cái đau là mồm á, thì đặt cái tay hỏi cái đau đó. After the frying pan is hot, bắt đầu bị cái đau hay. We put in 1 tablespoon of frying oil. Dừng đặt khoanh mùi sạp rìa bài chỗ đó. And we put in a 1/2 of garlic. Hay dân đặt tầm tràm bẹ cà đảo cho lớn. After the garlic start to change color, we crack in the egg. Chắp bị tầm fry po hay dân cua phồng tia, cua phồng mòn đã. And we put in the 1 tablespoon of soy sauce. Hai dân đã tất sự yêu mùi sạp rịa bài nâng chỗ. Give it a good stir. Hai dân cha vì em tỉnh đó. It takes like 1 minute to cook the egg. Dân cha bông ngon nắng và hai chị mùi thịt tí. And we scoop it back out. Hai dân đua về chén sân á. Put in one bowl. Dân đua về đặt chan mùi sân á. Put in another 1 tablespoon of oil. Dân chạm khoanh mùi sạp rìa tiết chỗ. And we put another 1/2 of garlic. Hãy dừng đặt tầm trăm từng ọt chỗ. And we put in a hot dog cube. Hãy dừng chặt hot dog để dừng cặp 2 chỗ. Stir it about 1 minute. Dừng cô việc 2 chiều 1 tí. After 1 minute, mùi nhật tì cài mới, dừng đặt green tea ní. After 1 minute, we put in the green tea. Just stir it. Here I use the frozen tea. So it took me about like 2 minutes to hit through the frozen tea. Anh ấy khi ông pra green pea nắng sợ đại nắng sợ đại vì ông pra về cọ ông du hoa sợ đại cọ là hai khi ông cha về ba 2 giờ 2 này ti hay về đau sợ đại nắng về chân. And after 2 minutes we put in the 5 cups of cooked rice. 5 giờ ti cõi giờ đã bài bài chân đi 5 cups đi chồi máu.
mix it well. Dân cô vừa sập chỉ mùi hot dog chỉ mùi sợi đại như thế. And we put in the 1 tablespoon of sugar. Hai dân đã score mùi sợi đại bài nâng chôn máu. And 1 tablespoon of oyster sauce. Hai nâng tất bánh chong mùi sợi đại bài nâng chôn. And give it a good stir. I can cha chok here. I just chok here supper. Here I've been stir it around 4 or 5 minutes and now the rice is hit through. Nếu khi ông cha về 2 dịp buồn đập ra mẹ tì hay bay về cả đau lỏ ấy. And now we want to put in the egg that we fry it earlier. Lời này dân đạp bằng mòn cho lắm. Đạp bằng mòn này dân cha về môn nắng. And cha mix it well. And now it's done. Hello, ni. Hi, hi. Yum yum, ba này. See how easy it is. Roll up, cha wai ni, up a ba. And my kids love it, especially I add some hot dog in there. They love hot dog in the fried rice. I throw lắm, cái nhé, my cha ni. Phần nắng chân yum yum, ba này. Hay cô nhóm chô chất á. Chị sẽ nhóm đạ. Hot dog nắng hàn hot dog lia cho mùi bài cha chẳng con comment cho chật á. Hai hai dân bật lên á. It's done. Here the fried rice is done and thank you for watching. Bye bye. Đi bài cha ăn hai and all con đã mơ video robot nhóm chùm rịp liền.